Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 12, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm khá mạnh ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 400 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao dịch ở quanh ngưỡng 1.772 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng thế giới biến động khi đồng đô la và trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng trở lại. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.920.000 đồng một lượng, giảm 250.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.800.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự khi ở chiều mua đứng tại mức 66.100.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.900.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên trước. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm cả hai chiều khá mạnh. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.100.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 66.900.000 đồng một lượng, cũng giảm 300.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.200.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 40.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 66.220.000 đồng một lượng, chiều bán 66.890.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.200.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại Ngân hàng Eximbank giảm 400.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 65.900.000 đồng một lượng, chiều bán 66.600.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm cả chiều mua và chiều bán từ 42.000 đồng một lượng đến 100.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20.441.000 đồng một lượng đến 52.850.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 22.441.000 đồng một lượng đến 53.850.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.772,3 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 0,4 đô la với tỷ lệ 0,02%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.768 đô la Mỹ và cao nhất 1.775 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 16.810 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 1,62%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức
105,452 điểm, trong phiên đã giảm 0,11%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 3,531% một năm, trong phiên đã giảm 0,11%. Giá dầu thô thế giới tiếp tục suy yếu và hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 73,575 đô la Mỹ một thùng, giảm 1,14% trong phiên. Thưa các bạn, giá vàng thế giới phiên hôm nay duy trì ở quanh ngưỡng 1.770 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 51.400.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 15.500.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 2.200.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới phiên hôm nay ngày 7 tháng 12 phục hồi nhẹ với giá vàng giao ngay lên quanh mức 1.772 đô la Mỹ một ao. Vàng tương lai tháng 12 giao dịch ở quanh ngưỡng 1.784,7 đô la Mỹ, tăng khoảng 2,3 đô la so với rạng sáng ngày trước đó. Kim loại quý có được mức tăng nhẹ khi những người tham gia thị trường đã tạm dừng áp lực bán được thấy trong đợt bán kỹ thuật ngày hôm qua, khiến cho giá giảm mạnh. Hiện tại, những người tham gia thị trường đang chờ đợi cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ diễn ra vào ngày thứ ba tuần tới. Sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng của năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ đưa ra tuyên bố và Chủ tịch Fed ông Powell sẽ có cuộc gặp với báo chí. Nhiều ý kiến dự báo Fed sẽ tăng lãi suất cơ bản như đã làm tại các cuộc họp trước kể từ tháng 3. Các thương nhân và các nhà đầu tư phần lớn đã định giá khả năng cao rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, đưa tỷ lệ mục tiêu hiện tại là từ 375 cho đến 400 điểm cơ bản lên mức 425 cho đến 450 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Về dài hạn, trong báo cáo triển vọng mới đây, hãng tin Bloomberg dự báo vàng có thể sẽ là hàng hóa hoạt động tốt nhất trong năm 2023 khi các ngân hàng trung ương nới lỏng các chính sách sau các chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ trong năm nay. Theo các chiến lược gia của hãng tin Bloomberg, khi lạm phát được kiểm soát trên toàn cầu, ngân hàng trung ương sẽ chuyển sang nới lỏng các chính sách tiền tệ. Điều này sẽ hỗ trợ cho giá vàng. Vàng dường như đã sẵn sàng để trở thành hàng hóa hoạt động tốt nhất trong năm 2023 nếu như thế giới bước vào suy thoái. Vàng đã định hình một nền tảng tốt trong khoảng từ 1.600 cho đến 1.700 đô la Mỹ một ao khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiến hành tăng lãi suất trong chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ nhất trong vòng khoảng 40 năm qua. Nhưng điều đó có thể sẽ sớm kết thúc và đẩy đồng đô la Mỹ đi xuống trong tương lai gần. Sự chênh lệch giữa vàng được định giá bằng đồng đô la so với vàng được định giá bằng đồng euro và đồng yên Nhật ngày càng tăng. Điều này có thể được coi là một dấu hiệu tích cực đối với kim loại quý. Ngân hàng Standard mới đây đã đưa ra dự báo giá vàng có thể đạt mốc cao mới là 2.250 đô la Mỹ một ounce vào năm tới khi thị trường tiền điện tử tiếp tục chao đảo. Những biến động gia tăng trên thị trường vào năm tới cũng có thể giúp vàng đảm bảo vị thế là tài sản trú ẩn an toàn. Sự hồi sinh của vàng vào năm 2023 diễn ra khi chứng khoán tiếp tục giảm. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối này theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới sẽ không có biến động mạnh. Bởi phiên hôm nay, thị trường không có nhiều thông tin kinh tế ảnh hưởng đến giá vàng, ngoại trừ quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada. Do đó, phiên ngày mai thứ Năm, ngày 8 tháng 12, giá vàng trong nước khả năng sẽ tiếp tục đi ngang. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.